Thưa Thế Tôn, lại với năng lực vi diệu vô tác của Kim Cang Chánh Định, qua sự tu hành của lắng nghe và tư duy, con có thể cảm nhận giống như của mình về nỗi âu bi và ước nguyện của tất cả chúng sanh trong sáu đường ở ba đời mười phương. Cho nên với sự kết hợp của thân và tâm, con có thể làm cho các chúng sanh được công đức của 14 loại vô ý. Một, do con không nghe theo âm thanh, nhưng trái lại con quan sát âm thanh của người đó ở bên trong, nên con có thể nghe âm thanh của chúng sanh khổ não khắp mười phương và khiến họ liền được giải thoát. Hai, do con đã xoay ngược và hồi phục tri kiến của mình, giả sử có những chúng sanh nào rơi vào trong lửa lớn, con có thể làm cho lửa chẳng thể đốt cháy họ. Ba, do con đã xoay ngược và hồi phục thấy nghe của mình, giả sử có những chúng sanh nào bị nước cuốn trôi, con có thể làm cho nước chẳng thể nhấn chìm họ. 4. Do con đã đoạn diệt vọng tưởng và không có tâm giết hại, giả sử có những chúng sanh nào lạc vào nước của quỷ, con có thể làm cho loài quỷ chẳng thể hại họ. 5. Do con đã thành tựu hợp nhất căn nghi với tánh giác của nghi, sáu căn hòa quyện và trở thành đồng nhất với căn nghi, cho nên nếu có chúng sanh nào sắp bị hại, con có thể làm cho đao của người tấn công gãy từng đoạn, binh khí của kẻ đó sẽ như chém vào nước, hoặc cũng như gió thổi vào tánh không dao động của ánh sáng. 6. Do tánh nghi của con xâm ướp với diệu minh tinh nguyên, nên chiếu sáng khắp pháp giới và phá tan đen tối của mọi nơi u ám. Cho dù có những chúng sanh nào ở gần cạnh quỷ tiệt tập, quỷ bạo ác, quỷ úng hình, quỷ hút tinh khí, hay quỷ xú ế thì mắt của chúng vẫn không thể nhìn thấy. Bảy, do tánh của âm thanh hòa tan hoàn toàn khi con chuyển ngược sự lắng nghe vào trong, nên con lìa hư vọng của các trần và có thể làm cho những chúng sanh đang chịu gông cùng xiềng xích không bị nó trói buộc. Tám, do âm thanh đã diệt mất và sự lắng nghe viên mãn, nên con được sức từ bi biến khắp và có thể làm cho những chúng sanh đang đi qua đường hiểm không bị giặc cướp bóc. 9. Do căn nghe của con hợp nhất với tánh giác của nghe, nên con lìa trần cấu và sắc tướng chẳng thể ức chế. Con có thể làm cho tất cả chúng sanh nhiều lòng dâm dục được rời xa tham dục. 10. Do âm thanh thuần nhất rỗng không và chẳng chút trần cấu, nên căn về cảnh viên dung, không có sự đối đãi hoặc có gì có thể đối đãi, con có thể làm cho tất cả chúng sanh sân hận lìa khỏi sân hận. 11. Do trần cảnh tiêu vong và chuyển thành quang minh, pháp giới và thân tâm của con tự như lưu ly trong suốt và không bị ngăn ngại. Con có thể làm cho tất cả chúng sanh với căn tánh ngu độn và tâm bất thiện vĩnh viễn lìa si ám. 12. Do hình sắc dung hòa và trở về tánh giác của nghe, con chẳng rời đạo tràng mà có thể vào thế gian và không hủy hoại tướng của thế giới. Con có thể cúng khắp chư Phật, Như Lai ở mười phương nhiều như vi trần và làm pháp vương tự ở bên cạnh của mỗi Đức Phật. Những chúng sanh nào không có con cái và còn mong một bé trai, con có thể làm cho họ sanh được một bé trai với phước đức trí tuệ. 13. Do sáu căn viên thông với nhau và chiếu sáng bất nhị bao hàm các thế giới trong mười phương, tâm con trở thành như một tấm gương tròn to lớn và phản chiếu tánh không của Như Lai tạng. Con phụng sự mười phương Như Lai nhiều như số phi trần và lãnh thọ pháp môn bí mật của chư Phật mà chẳng hề quên mất. Những chúng sanh nào không có con cái ở khắp pháp giới và còn mong một bé gái, con có thể làm cho họ sanh được một bé gái với tướng mạo đoan chánh, đầy đủ phước đức, tánh nết nhu hòa và mọi người thương mến. 14. Ở Tam Thiên Đại Thiên thế giới này có 1 tỷ mặt trời và mặt trăng. Với các vị Pháp Vương Tử bằng số lượng của số cát trong 62 sông Hằng, hiện đang trụ ở thế gian để tu hành Phật Pháp, làm mô phạm cho hàng trời người và giáo hóa chúng sanh, các ngài tùy thuận chúng sanh với trí tuệ phương tiện của mình và mỗi vị đều chẳng giống nhau. Do con đã chứng đắc viên thông qua bổn căn nên căn tai phát huy nhiệm màu như một cánh cửa. Sau đó thân tâm của con trở nên vi diệu, bao hàm vạn vật và trùm khắp pháp giới. Vì vậy những chúng sanh nào thọ trì danh hiệu của con có thể làm cho họ được phước đức như người thọ trì danh hiệu,
của các vị Pháp Vương Tử bằng số lượng của số cát trong 62 sông Hằng. Phước đức của hai người ấy bằng nhau không khác. Thưa Thế Tôn, do sự tu tập của con đã đạt đến viên thông chân thật, nên phước đức của một danh hiệu con bằng phước đức của tất cả danh hiệu kia không chút sai khác. Và như thế, con có thể làm cho chúng sanh được công đức từ y luật của 14 loại vô úy.